Nhất tuyệt bộ, chương 25, thiên Bố Đức, nhận oan kiều độc, mưu liên hoàn, ngụy quân tử. Đang thả hồn thơ thần, bỗng xuất hiện một ngọn lãnh phong làm hồng bảo kỳ dùng mình, ngỡ bị thấm lạnh. Ngờ đâu chỉ là một giọng nói nghe lạnh tợ băng, hồng thiếu hiệp sao vẫn ở đây, chưa ăn tối ư. Hồng bảo kỳ giật mình quay lại và nhẹ thở phào khi lờ mờ nhận ra người lên tiếng chỉ là nữ lang từng đưa đường đến đây. Ngỡ là ai khiến tại hạ giật mình hoảng hốt. Hóa ra trời đã tối khuya, Lẽ nào chỉ vì lo tại hạ đói phải khiến cô nương bận lòng? Thật là, giọng của nữ lang vẫn tạo cho Hồng Bảo Kỳ cảm giác lạnh khó tả. Đương nhiên tiểu nữ không thể không lo lắng. Thế nên xin mạo muội hỏi, thiếu hiệp đã ra ngoài này từ lúc nào và có thật đã chưa ăn tối? Hồng Bảo Kỳ bối rối, tại hạ đã ra đây từ lúc nào ư? Không biết nữa, vì mãi nghĩ khiến tại hạ quên cả thời gian. Nhưng phải chăng ở đây Viên Linh Linh tiên tử có những nghiêm luật riêng, và lẽ ra tại ta nên dùng bữa với mọi người? nữ lang chợt thở hắt ra. Thôi nào, xin thiếu hiệp hãy tỏ ra thật tâm cho, nhất là vì sao vẫn chưa ăn tối. Trừ phi thiếu hiệp đã biết trước trong các thức ăn đã bị hạ độc, thế nên tìm cách lấy mặt không ăn. Hồng Bảo Kỳ giật mình chấn động, trong thức ăn có độc. Thật chăng, ai đã hạ độc thủ? Và mọi người hiện nay đã như thế nào rồi? Nhưng sau nhiều nghi vấn thốt ra dập dồn, Hồng Bảo Kỳ thay vì chờ nghe đáp thì lại hối hạ đi quay trở lại đạo am. Nữ lang lập tức ngăn lại thiếu hiệp toan hành động gì. Hoặc giả sợ chất độc do chính tay thiếu hiệp hạ thủ chưa đủ thu thập tất cả nên muốn quay và tiếp tục kết liễu. Hồng Bảo Kỳ chừng mắt nhìn nữ lang, tại hạ có phải hung thủ hay không, át cô nương thừa hiểu. Nhất là khi cô nương bảo tất cả đều trúng độc thì hiển nhiên cũng có ngũ sư cô công tôn minh cùng lạc yến chi là hai nhân vật lẽ ra nên được tại hạ loại ra. Và tốt nhất, cô nương cũng cùng vào với tại hạ. Hư thực thế nào nhất định sẽ được tỏ tường. Và Hồng Bảo Kỳ bước lách qua nữ lang, tiếp tục khẩn trương đi về phía ngôi đạo am lúc này khó nhìn thấy vì bị đêm đen vây phủ. Nữ lang lần này không ngăn cản, trái lại đã tỏ ra nhận lời, đi cùng Hồng Bảo Kỳ, lời thiếu hiệp giải thích nghe có phần thuận tai. Tuy nhiên, chỉ hôm nay, khi ba người thiếu hiệp xuất hiện, ở đây liền có sự biến, lẽ nào không do thiếu hiệp hạ thủ, thuận tiện cũng kết liễu luôn hai nhân vật đồng hành vì cớ nào đó đã khiến thiếu hiệp hạ thủ không thương tình. Hồng Bảo Kỳ đã đến đạo am, lập tức xô cửa tiến vào. Tài hạ không phủ nhận điều trùng hợp cô nương vừa nêu, quả là khó giải thích. Tuy nhiên, ôi, cửa đạo am vừa được xô mở lập tức gây cho Hồng Bảo Kỳ cảm giác bàng hoàng. Bởi dưới ánh sáng leo lét duy nhất của một đĩa đèn dầu lạc, giữa đạo am là cảnh thê thảm của ba nhân vật còn đang hoàn người thổ huyết từng cơn và toàn là huyết đen. Cho thấy mâm thức ăn cạnh họ đều đã bị hạ độc và tức thì phát tác ngay lúc họ còn đang ăn giang dở. Hồng Bảo Kỳ lao như lướt vào, hoài vương tiền bối. Ngũ sư cô, ai đã hạ độc thủ khiến tất cả ra nông nỗi này. ắt do có bản lĩnh cao minh nhất nên đáp lại câu lo lắng hỏi của Hồng Bảo Kỳ chỉ mỗi một mình đạo cô Hoài Vương là gắng gượng lên tiếng. Bần đạo không tin, do thiếu hiệp, hạ độc thủ, chứng tỏ. Hung thủ chỉ là một trong những kẻ từng thọ ân của bần đạo. Có một quyển bí phổ kỳ môn, bần đạo phó giao cho thiếu hiệp. Hãy thay bần đạo, thanh lý kẻ phản bội. Hồng Bảo Kỳ lập tức ngồi phục xuống cạnh đạo cô Hoài Vương. Chợt nghe nữ lang nọ quát, nghĩa mẫu vẫn chưa liệt trần, hà cớ gì thiếu hiệp vội tiếp nhận bí phổ kỳ môn. Đủ thấy Hồng Bảo Kỳ ngươi chính là kẻ hạ độc thủ và dụng tâm không gì khác ngoài việc mưu toàn chiếm hữu bí phổ. Ta nhất định không cho ngươi tọa nguyện. Nàng bật trồm đến và trực ra tay. Nhưng nhanh hơn. Hồng Bảo Kỳ đỡ đạo cô vào tay và lập tức thi triển khoái má bộ thiên hành khinh thân pháp để vội tránh cảnh giao thủ cùng nữ lang. Mau dừng tay và hãy xem tại hạ đang có hành động gì, thay vì vội để quyết cho tại hạ những hành vi không hề có. Và nữ Lang hoang mang ngơ ngác khi thấy Hồng Bảo Kỳ đã tự dùng móng tay rạch đứt phần thịt da ở tay còn lại, cố tình cho máu huyết bản thân nhỏ từng giọt vào miệng đạo cô Hoài Vương. Đã vậy, khi thấy Hồng Bảo Kỳ cũng tiếp tục hành động tương tự, cho máu rơi lần lượt vào miệng của Công Tôn Minh và Lạc Yến Trì. Nữ Lang sinh nghi vội hỏi: "Ngươi hành động như thế là cớ gì?" Hồng Bảo Kỳ đang để chảy các giọt máu cuối cùng vào miệng Lạc Yến Trì, vừa đáp, vừa tự điểm huyệt chỉ huyết cho máu đừng chảy nữa, cô nương tin hay không thì tùy vì dường như máu huyết của tại hạ có công năng giải độc, sao cô nương không thử xem hiện tình của viên linh linh tiên tử, không phải đã có những biến chuyển thuận lợi hay sao? Nữ Lang kinh tâm, vội tiến lại gần đạo cô để tự dùng tay lần lượt xem xét khắp các kinh mạch. Nhân đó, sắc thái của nữ lang dần thay đổi, quả là kỳ diệu. Tuy nhiên, quyển bí phổ kỳ môn này tạm thời ta chưa thể giao cho ngươi, vì biết đâu, ngươi vừa là hung thủ hạ độc, vừa giả vừa thi ân, giải độc cho nghĩa mẫu ta vẫn với dụng ý chiếm hữu vật này thì sao còn đang nói thì nữ lang đã cho tay vào người đạo cô tỏ ý quyết tự tay thu giữ quyền bí phổ nào đó như vừa nói hồng bảo kỳ gượng cười vừa nhún vai vừa để mặc cho nữ lang hành động tại hạ không thể trách thái độ này của cô nương tuy nhiên chờ khi mọi hư thực tỏ tường tại hạ tin rằng kể cả viên linh linh tiên tử rồi cũng sẽ rõ ai là hung thủ bất chợt hồng bảo kỳ thấy đạo cô hoài vương tự giật này người lên cùng lúc với cánh tay của nữ lang thu về vì đã lấy được một quyển bí phổ nhỏ hự động tâm hồng bảo kỳ chấp động và thần tốc lao đến ngoài vương tiền bối nhưng cũng nhanh tương tự nữ lang nọ khẩn trương đặt một tay lên đỉnh đầu đạo cô chớ manh động nếu không ngờ đâu hồng bảo kỳ vụt biến mất khiến nữ lang kinh hãi vội ngả nhào toàn thân qua một bên đồng thời còn chủ tâm phải tay làm cho đĩa đèn dầu lạc vì chỉ leo lét cháy nên lập tức tắt phục Cùng một lúc với bóng đêm đen vụt buông phủ là tiếng của chấn kinh đột ngột vang lên. Bùng! Hậu quả là có thanh âm bật kêu đau đớn của nữ lang nọ, hự. Sau đó, tất cả đều tĩnh lặng, chỉ còn lại các nhịp hô hấp hoặc trì trệ nặng nhọc hoặc dần dần trở nên đều đặn của ba nhân vật từng bị chúng độc thức ăn. Dù vậy, chẳng bao lâu sau, vạn vật ở bên trong ngôi đảo am dần yên tĩnh, đến một nhịp hô hấp nhỏ cũng không nghe phát ra. Trái lại, ở một chỗ thật khuất lấp và kín đáo khá xa so với ngôi đạo am lại có tiếng lào thào nặng nề vang lên bần đạo không ngờ lại lâm cảnh tương tự cố nhân vương thế hải nhưng bần đạo đâu bao giờ bạc đái à có chăng à gần đây bần đạo có phát hiện à luôn thân thiện với họ đường một nam nhân tuấn tú từng suýt bị một nữ nhân nhẫn tâm hạ thủ bần đạo tuy luôn có hào cảm với các nữ nhân nhưng đôi khi cũng có một vài nữ nhân khiến bần đạo chỉ mang cảm giác phản cảm há lẽ họ đường đã lung lạc suối dục ả à bội phản hãm hại bần đạo có tiếng của công tôn minh khe khẽ cất lên họ đường là nam nhân duy nhất ở đây tiên tử đã cứu y thiết tưởng đã đủ cớ sao còn cho y lưu lại có phải lai lịch của y vì tiên tử đã tỏ tường nên không thể không ra ân tạo cơ hội cho y nữ nhân từng toan kết liễu y có mắng bảo y là kẻ phản bang điều đó khiến bần đạo động tâm sau này có dò hỏi mới biết qua lời họ đường kể nữ nhân kia không chỉ là nghĩa nữ của cố nhân vương thế hải mà còn có dụng mưu toàn dùng mỹ nhân kế lung lạc vương thế hải khi đó bần đạo vì vẫn hoài tưởng cố nhân mới cảm thương đành cho ý lưu lại còn tận tình điểm chỉ y khá nhiều công phu a à, thật khó tin họ đường đã lung lạc ả à phản đồ hay là điều ngược lại hồng bảo kỳ khẽ hắng giọng nói đến nghĩa nữ của sư tổ vương thế hải vãn bối mới nhớ sư phụ long kiến sương từng xếp yêu nữ này vào diện tình nghi thêm nữa yêu nữ từng có ý trung nhân đích thực ở họ đường vậy phải chăng chuyện yêu nữ toan kết liễu họ đường chỉ là một mưu kế và dụng tâm chẳng gì khác ngoài việc tạo cảm thương để tiền bối tiếp nhận họ đường hầu họ đạt mục đích cuối cùng là lèn hạ độc thủ tất cả như đêm nay đã xảy ra lạc yến chi cũng lên tiếng nhưng sao họ không ra tay hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn lại chờ đúng lúc này khi chúng ta đặt chân đến đây Công tôn minh cất giọng ngày càng rõ, Yến Chi nói đúng. Và muốn tìm lời đáp ắt cần xem xét lại. Biết đâu cũng ngày hôm nay trong mọi lời đàm luận giữa mọi người đã vô tình đề cập điều gì đó có thể làm manh mối bất lợi cho kế mưu của bọn họ, khiến họ phải thi độc kế ngay hôm nay. Hồng Bảo Kỳ khẽ kêu, chắc phi mộng, đạo cô cả kinh, liên can gì, đến chắc phi mộng. Hồng Bảo Kỳ đáp, họ sợ vãn bối nếu được chỉ điểm thì sau này sẽ không ngại bí kỹ tán ảo tống âm của chắc phi mộng nữa bằng chứng là quyển bí phổ kỳ môn, à kia quyết không để lọt vào tay vãn bối. Chợt giữa đêm đen vang phá lên một chuỗi thanh âm ngạo nghễ, người nhận thức như vậy là tốt. Thế nên hãy mau mau giao quyển bí phổ ấy ra đây. Nếu không, ha, à, ha, à, tất cả sẽ phải chết. Đạo cô phẫn nộ kêu. Chính y, họ đường đấy. Thanh âm nọ lại cất lên. Không sai, chính là ta. Đường Vĩnh Thuận đây. Nhân tiện cũng có lời đa tạ. Vì nhờ mụ ta đã tiếp nhận bảy tám phần sở học của mụ. Ha, ha, có tiếng của đạo cô học lên đau đớn, ôi, hự. Tiếp đó, tất cả đều yên ắng, chỉ còn mỗi một tiếng hồng bảo kỳ thì thào thật khẽ. Nguy tai, có lẽ chúng ta đã tình cờ đi lạc giữa một trận đồ. Vì hồng bảo kỳ này không thể phát hiện tung tích của đường Vĩnh Thuận ở đâu. Thật mong Hoài Vương tiền bối mau kiếp thời chấn định, hầu điểm chỉ cách di chuyển để thoát hiểm cảnh này. Đáp lại chỉ là tiếng của đạo cô phều phào bần đạo e khó thể chi trì, à bội phản thật độc ác, đã dùng nội kình chấn thẳng vào tâm mạch, khiến bần đạo phen này nhất định phải vong mạng. thiếu hiệp hãy nghe cho rõ, đây là cách phá giải thế trận. giọng của đạo cô nhỏ dần, cuối cùng thì ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng hồng bảo kỳ thở dài, vãn bối hứa sẽ báo thù. viên linh linh tiên tử hãy yên nghỉ. bất chợt vang lên một chuỗi cười lồng lộng, mụ họ viên đã tuyệt mệnh rồi ư? thật tiếc cho mụ vì vẫn chưa biết tại sao phải chết kể cả bọn ngươi nữa. Đã đến lúc đường Vĩnh Thuận ta cho bọn ngươi nếm mùi lợi hại từ hai loại võ học từng thành danh của võ lâm nhị tiên tử. Ha! Ha! Đúng lúc này, cảnh quang xung quanh vụt thay đổi và gió. Những loạt cuồng phong hung hãn chợt phát sinh như muốn thổi bật tất cả những gì tình cờ nằm trên đường lao ảo ảo của chúng. Nhân đó, với một chút ánh sáng lờ mờ cũng bất chợt xuất hiện, lộ rõ sắc mặt đầy hốt hoảng của hồng bảo kỳ, huy tai, trận thế đã bị biến động. Lạc Yến Chi cũng kinh hãi, chợt cuống cuồng ấn vào tay hồng bảo kỳ một vật đây là bí phổ kỳ môn đã tình cờ được ả bội phản nọ đánh rơi ngay người muội bảo kỳ huynh nên mau xem biết đâu tìm được cách đối phó tình huống này cuồng phong thổi ngày càng mạnh khiến hồng bảo kỳ phải vòng tay ôm giữ cả công tôn minh lẫn lạc kiến chi ngô huynh đâu phải hạ kỳ tài có tư chất thông minh đĩnh ngộ huống hồ vào tình huống này càng không thích hợp cho việc nghiền ngẫm chân kinh chợt xuất hiện thêm nhiều loạt thanh âm kỳ quái u Hồng Bảo Kỳ thêm kinh hãi, tắn ảo tống âm. Hóa ra đứng sau mọi diễn biến từng xảy ra cho thần ưng bang và nhất là ở ngay tại đây chính là Trác Phi Mộng. Hồi phen này chúng ta nguy mất. Công tôn minh chợt chụp lấy quyển bí phổ kỳ môn. Mau đưa cho ta. Vì với kỳ môn thuật, đa phần các võ phái cũng có chút ít am hiểu. Hy vọng ta kịp tìm ra cách phá giải thế trận vừa bị biến đổi này. Đang lúc công tôn minh bắt đầu chú tâm xem quyển bí phổ kỳ môn, Lạc Yến Chi bất chợt bưng hai tay và kêu ôi đầu của muội sao cứ ê bút lạ chao ôi hồng bảo kỳ lo lắng vội nói vào tai nàng hãy bảo nguyên thủ nhất chớ để các chuỗi âm thanh kỳ quái lọt vào tai những thanh âm kỳ quái vẫn vang lên như xuất phát từ khắp nơi u u lạc yến chi tái nhật thần sắc kể cả công tôn minh cũng xuất hiện các dấu hiệu bị tác động thấy vậy hồng bảo kỳ vội đứng lên ôm lạc kiến chi bằng một tay và dùng tay còn lại chộp vào tay ngũ sư cô công tôn minh bất luận thế nào chúng ta cũng phải liều tiểu điệt sẽ thử hành động theo cung cách trước kia vì nhờ thụy tùng tiền bối điểm chỉ nên thoát đi nào ngũ sư cô đúng lúc đó công tôn minh vui mừng kêu có rồi hóa ra đây là trận phản ngũ hành hải tử ngươi mau di chuyển theo phương cách nhất tả tam hữu nhanh vì đã có ý liều nên hồng bảo kỳ bất cần hỏi lại cứ thoăn thoắt di chuyển theo cách thức công tôn minh vừa nghiệm ra từ quyền bí phổ kỳ môn vậy thì đi vút chuỗi âm thanh nọ vẫn mơ hồ và dai dẳng bám theo u u công tôn minh bị tác động hai chân chợt lào đảo suýt ngã hồng bảo kỳ thất kinh vội tiếp tục di chuyển tam hữu nhất tà đồng thời còn cố tình há miệng bật ra chuỗi tiếng hú thật to nhờ đó công tôn minh dù bị tiếng hú làm vắng vất vẫn thoát cảnh bị chuỗi âm thanh kỳ lạ gây chấn động với bước chân dần vững hơn công tôn minh lại tiếp tục xem và nghiền ngẫm quyền bí phổ kỳ môn đến một lúc công tôn minh cau mặt lấy tay ra hiệu cho Hồng Bảo Kỳ. Phát hiện, Hồng Bảo Kỳ ngưng phát tác tiếng hú, đồng thời cũng ngừng dịch chuyển, nhờ đó kịp nghe tiếng công tôn minh thì thào. Trận thế có thể bất chợt biến đổi tùy theo cung cách bị đường Vĩnh Thuận phát động. Hai tử ngươi nên nhân cơ hội này phá hủy trận thế bằng cách nào đó miễn quật đổ gãy càng nhiều các chướng ngại vật càng tốt. Chuỗi thanh âm dai dẳng đã có dịp vượt nổi lên. U, U Hồng Bảo Kỳ bật cười thật to. Muốn vậy, tiểu điệt đành lần đầu tiên tái vận dụng lại tuyệt kỹ nhất trưởng toái bia xin phó giao tạm yến chi cho ngũ sư cô và xem đây ha ha đang cười hồng bảo kỳ đột ngột bật thoát từ hai tay luân phiên quật ra các loạt kình chiêu tràn trề uy lực một trước một sau và quật liên hoàn vào các cội cây các khối đá ngẫu nhiên nhìn thấy vù ầm các cội cây bị đốn gãy ngang thân những khối đá dù to nặng đến nghìn cân cũng bị công phu nhất trường toái bia quật vỡ tan từng mảnh ầm ầm những tảng đá vụn vong bay tán loạn và chỉ một lúc sau xung quanh phạm vi độ mười lăm trượng vuông đều bị biến thành cảnh hoang tàn tươi tả tà. các loạt thanh âm kỳ quái cũng biến mất đến cả bóng dáng của bất luận ai dù là đường vĩnh thuận hay nữ lang từng đưa đường cho hồng bảo kỳ cũng chẳng nhìn thấy ngờ đã thoát công tôn minh ra hiệu cho hồng bảo kỳ lại gần thế trận đã bị phá Nhân đây người hãy mau xem kỹ đoạn này. Chính là cách đối phó với bí kỹ tán ảo tống âm cũng dựa vào các bước di chuyển theo phép ngũ hành xe lẫn cửu cung bộ vị. Hồng bảo kỳ toan tiến lại gần thì bất đồ nghe công tôn minh kêu thất thanh. Ở phía sau. Ôi, không. Hồng bảo kỳ đã biến mất. Và từ phương vị đang dịch chuyển bằng thân pháp khoái mã bộ thiên hành. Hồng Bảo Kỳ cho dù chỉ nhìn thấy một bóng mờ đang trực đào tẩu thì vẫn thần tốc tung vút theo một chiêu kình tận lực, muốn ám toán tại hạ ư nhưng lẽ ra thoạt tiên hãy tự lượng sức vì không dễ tọa nguyện đâu xem trường ngờ đâu chính lúc này hồng bảo kỳ lại nghe công tôn minh bật gào mau trả lại bí phổ kỳ môn cho ta a à, a à, hồng bảo kỳ chấn động lập tức khẩn trương đảo người quay ngoặt trở lại và càng thêm khiếp đảm khi tận mắt nhìn thấy ả à phản đồ của viên linh linh tiên tử không chỉ bất ngờ xuất hiện đoạt quyền bí phổ kỳ môn ngay trên tay công tôn minh mà ả à còn độc ác tung một chiêu tối hậu quyết kết liễu công tôn minh lo sợ bản thân không thể nào kịp cứu nguy cho công tôn minh. Hồng Bảo Kỳ có cảm nhận như đất dưới chân trao đào, thế nên toàn thân cơ hồ khựng lại. May thay, Lạc Yến Chi ngay lúc này được lai tỉnh. Vì thế nàng bất thần bật trồm lên, ra một chiêu quyết liệt quật vào ả à nọ ở khoảng cách thật gần. Tiện nhân muốn chết, ả à nọ hoàn toàn bị bất ngờ. Đành do chiêu kình của Lạc Yến Chi bức thoái hậu vài bộ. Hự, đấy là cơ hội và Hồng Bảo Kỳ dù không chờ đợi vẫn chẳng mảy may bỏ lỡ hồng bảo kỳ lại tiếp tục bật ảo đến bội phản là một tội chết mau nằm xuống hồng bảo kỳ bật tung một kỉnh toái bia nhất trường với tận lực bình sinh ả à nọ chấp chới thần sắc tái nhợt do quá sợ nên ả à đành liều dùng quyển bí phổ kỳ môn che chắn ngay trước mặt ả à. mau thu chiêu nếu không bí phổ bị hủy là do hồng bảo kỳ ngươi nhưng đã muộn trưởng lực của hồng bảo kỳ vẫn lạnh lùng lao ập đến quyển bí phổ bị hủy trước tiên các mảnh giấy vụn bay là tả như muôn ngàn cánh hồ điệp, rồi đến lượt ả nọ nhận chịu hậu quả. Thân ả bị chấn bay thật xa về phía hậu. Hự, để khi rơi xuống, ả đã chết với một vết xuyên thủng to bằng bàn tay phá vỡ tâm thất ả. Từ vết thương cứ mãi phún trào như mạch nước ngầm từ lòng đất bị soi thủng nên phún tỏa lên. Hồng Bảo Kỳ khi đó cũng hạ thân ở ngay bên cạnh Công Tôn Minh và Lạc Yến Chi, ngũ sư cô. Công Tôn Minh đã được Lạc Yến Chi đỡ ngã vào vòng tay, đang cố gượng mở to hai mắt nhìn Hồng Bảo Kỳ, hài tử, mạng tao phen này. Hự, Lạc Yến Chi cũng kêu sợ hãi, công tôn nữ hiệp, hãy cố chi trì. Bảo Kỳ huynh còn chờ gì nữa, hãy mau dốc truyền nội lực, giúp công tôn nữ hiệp chi trì, chờ tìm cơ hội cứu vãn. Hồng Bảo Kỳ hoang mang và bối rối vô tả, truyền nội lực, được chăng, truyền như thế nào? Lạc Yến Chi không giải thích nữa, vì chính nàng đang tự dốc truyền nội lực bản thân vào nội thể công tôn minh ở huyệt thận du công tôn minh nhờ đó tiếp tục phều phào hải tử hãy nghe và đừng ngắt lời ta trước tiên đây là cách đối phó bí ký tán ảo tống âm sau cùng a à, ta đã nghe biết về các nhận định của ri mẫu kha tường lan của hải tử về hành vi đê tiện từng do về công diện đối xử với phụ thân người tuy khó thể có các bằng chứng cần thiết nhưng qua tính khí luôn đố kỵ và hẹp lượng của y ta quả quyết chính vì y mới khiến. Phụ thân ngươi vong mạng. Đã vậy, đối với điều y từng thể hứa, ắt chỉ do muốn chuộc lỗi phần nào. Hải tử, ngươi được toàn quyền định đoạt, không hề bị ràng buộc. Nhưng dù sao, cũng chớ để vệ nguyệt tuyết lâm phải cảnh bé bàng. Tương tự ta từng chịu đựng. Hãy xử sự sao cho xứng bậc quân tử. Vì từ lâu, vệ nguyệt tuyết, vẫn đinh ninh đã được song thân phụ mẫu định sẵn hôn sự cùng ngươi. Điều này sẽ khiến ngươi khó xử dù vậy ta vẫn tin, người ắt có cách hoàn mỹ, nhất là đừng, đừng bao giờ quên xuất thân, lai lịch, và có địch ý, với, với phái hoa sơn. Hồng Bảo Kỳ cầm tay công tôn minh, vội gật đầu đáp ứng trước ánh mắt dù sắp lạc thần vĩnh viễn nhưng vẫn trông chờ và cầu khẩn, cứ được công tôn minh nhìn và dành cho bản thân, ngũ sư cô yên tâm, tiểu điệt hứa sẽ không để ngũ sư cô thất vọng. Như chỉ chờ có thế, công tôn minh khép mắt lại, thay vào đó xuất hiện một nụ cười từ từ hé lộ biểu đạt vẻ mãn nguyện lạc yến chi lúc đó hai mắt đã nhòa lệ lệnh sư cô chết quá thảm chủ hung đích thực là ai chúng ta phải làm sao báo thù giúp bao nhân mạng ổng tử từ, từ đêm qua đều được an lòng nhắm mắt hồng bảo kỳ nhìn nàng tuy cười gượng nhưng miệng thay vì lên tiếng trấn an thì ngược lại hồng bảo kỳ cứ lào thảo nho nhỏ mỗi cứ tiếp tục khóc than nếu muốn miễn sao đừng để lộ bất kỳ điều gì khác lạ vì ngu huynh vừa phát hiện nhất định đang có kẻ ẩn thân đâu đây dò xét chúng ta. Lạc Yến Chi chớp mắt, khiến lệ đỏng khóe mi phải nhỏ xuống. Nhân đó nàng cúi đầu, vở như đang sầu thảm nhìn thi thể bất động của công tôn minh vẫn do nàng bồng giữ trên tay. Phần hồng bảo kỳ cũng vậy, vẫn cầm tay ngũ sư cô. Nhưng kỳ thực đang ngưng thần, vận toàn thân nội lực lên nghe ngóng khắp xung quanh. Nhưng vạn vật xung quanh vẫn tĩnh lặng tương tự vầng dương đã bình lặng dần lên cao soi tỏ ánh dương quanh rực rỡ khắp mọi nơi chợt hồng bảo kỳ từ từ đặt tay công tôn minh xuống lạc yến chi hiểu ý cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay vô lực của công tôn minh và đặt xuôi theo thân tiếp đó khi cảm thấy đã đúng lúc hồng bảo kỳ từ vị thế đang ngồi chẳng một dấu hiệu nào báo trước đã đột ngột bật thân lao đi và thật thần tốc chợt biến mất hoàn toàn như hóa thành hư không và chỉ thoáng mắt sau từ một chỗ khuất lấp lập tức vang lên tiếng hồng bảo kỳ bật gầm to và tràn đầy phẫn nộ quả nhiên ta đoán không lầm thuật ẩn thân lợi hại này đã tự cáo giác ngươi chính là đường vĩnh thuận một kẻ vong ân bội nghĩa hay nói đúng hơn là kẻ đã dụng mưu lừa dối viên tiên tử ngươi toàn tẩu ư vô ích thôi chúng kèm theo đó là một chuối kiêu kinh hoàng ta không thể tin hồng tiểu tử ngươi lại có thân pháp lợi hại thế này a à, a à. và chỉ một lúc sau hồng bảo kỳ chợt xuất hiện trở lại với lạc yến chi mang theo trên tay một nhân vật có niên kỳ sấp xỉ tam tuần phát hiện nhân vật này vẫn còn sống lạc yến chi cau mày hỏi y là đường vĩnh thuận bảo kỳ huynh lưu mạng y làm gì hồng bảo kỳ ném nhân vật nọ xuống đất y từng cười chê cho viên tiên tử chết nhưng không rõ nguyên nhân vì sao ngụ huynh thấy cần lưu mạng y để qua y giúp viên tiên tử toại nguyện lạc yến chi vỡ lẽ huynh định tra khảo y nhưng liệu y chịu cung sương chăng hồng bảo kỳ cười lạt Thế nên ngu huynh mới đưa y quay lại đây, hy vọng muội có thể chỉ điểm phương cách nào đó là điều ngu huynh chưa hề biết. Họ Đường lúc này cũng vừa tỉnh lại, sĩ khả sát bất khả nhục. Đường Vĩnh Thuận ta thả chết, bọn ngươi đừng mong toại nguyện. Lạc Yến chi lo ngại, huynh đã điểm huyệt chế ngự y chưa? Còn muốn y cung sưng. Muội chợt nhớ một cách từng nghe lão Bạch thám đáo đề cập, dường như gọi là phân cân thác cốt thì phải. Họ Đường tái mặt, giết ta đi vì dù thế nào ta cũng chẳng bao giờ hở môi cung sưng. Hồng Bảo Kỳ gật đầu, ngươi đừng vội tự phụ. Muốn dùng thuật phân cân thác cốt phải làm thế nào? Lạc Yến Chi bảo, theo muội nhớ, cần phải điểm các huyệt này. Huyệt này, họ đường bật cười, hóa ra đấy là cách bọn ngươi muốn thực hiện. Được lắm, vậy hãy cứ tiến hành, để xem bọn ngươi có toại nguyện hay không. Ha, ha, Lạc Yến Chi bối rối, có lẽ muội nhớ sai vậy thì e chẳng còn cách gì khiến y phải cung sưng nhưng hồng bảo kỳ lại bảo không sai đâu vì ngu huynh vừa phát hiện y tuy cười nhưng vẫn lộ sắc mặt sợ hãi chứng tỏ y chỉ dùng xảo kế toan làm chúng ta tin cách đó là sai sẽ vô tác dụng đối với y đã vậy ngu huynh sẽ cho y nếm mùi lợi hại đúng theo cách yến chi muội vừa chỉ Người nghĩ sao họ đường hết cười dù vậy vẫn nói cứng bất luận thế nào bọn ngươi cũng đừng mong toại nguyện hừ hồng bảo kỳ liền ngồi xuống cạnh y có thật chăng dù vậy để đường vĩnh thuận ngươi tâm phục khẩu phục ngươi sẽ được nghe cách ta đoán là thế nào thoạt tiên hư ngươi thừa nhận chăng chắc phi mộng từ lâu luôn có can hệ kiều gia họ đường không màng đáp trái lại còn cố tình nhắm mắt vờ như không nghe hồng bảo kỳ cười khẩy ngươi không thừa nhận cũng được vì đã một lần ta và thụy tùng tiền bối nhờ suýt mất mạng nên mới minh bạch điều đó tự chắc phi mộng đã bộc lộ là có can hệ kiểu gia họ đường chợt mở mắt có can hệ thì sao hồng bảo kỳ phá lên cười thành tiếng thì sao ư ha ha thì ta đã tự đoán biết toàn bộ nguyên ủy những mưu toan của lão ngụy đại hiệp họ kiều chứ sao ha ha họ đường biểu môi kiều chủ nhân thủy trung vẫn là bậc đại hiệp được toàn võ lâm kính ngưỡng những gì ngươi có thể đoán chỉ là hồ đồ dừng mong thuyết phục ai tin ngươi hồng bảo kỳ cũng biểu môi khinh thị vị tất như ngươi nói vì ta đã có cách minh chứng, sẽ cáo giác lão tặc kiều cho các võ phái minh bạch tường tận về mọi mưu toan của lão. Ngươi có muốn nghe thử chăng? Thế này nha, nếu ta đoán không lầm, tịch sơn môn từng có hai phản đồ, đã đồng mưu chiếm đoạt phích lịch bổng thiên lôi. Trong đó có một là mẫu thân của Lạc Yến Chi đây. Nhưng nếu như khổ tâm của mẫu thân Lạc Yến Chi chỉ vì lo cho đại cục võ lâm, sợ tịch sơn môn gây nên thảm họa khôn lường, thì nhân vật phản đồ thứ hai lại có dụng tâm chiếm đoạt vật ấy để phó giao cho kẻ từng sai khiến hắn. Kẻ đó chính là kiều lão, đúng không? Họ đường lại nhắm mắt. Ngươi muốn đoán cứ đoán, đừng mượn cớ để dò hỏi, vô ích thôi. Hồng Bảo Kỳ vẫn thản nhiên nói tiếp những gì đã đoán, cùng với thời điểm xảy ra các sự biến ta vừa nêu. Chắc phi mộng mang hận vì bị tình phụ, lại cần máu huyết của lũ đại ưng để chế ngự tuyệt chứng chính chắc phi mộng đã hậu thuẫn và thúc giục bọn phản bang lập mưu hãm hạ bang chủ thần ương bang là vương thế hải sư tổ của hồng bảo kỳ tả họ đường lại hé mở hai mắt đêm qua ta đã lén nghe câu chuyện giữa ngươi và mụ ngu xuẩn họ viên vậy ta đoán có lầm chăng chính ngươi là gã tiểu hồng từng ngẫu nhiên thủ đắc mảnh hiền thư minh ngọc sau đó bị thần ương bang sinh cầm hồng bảo kỳ thừa nhận không sai chính là ta vì qua điều ngươi vừa hỏi ta chợt hiểu nguyên nhân vì sao từ lâu nay kiều gia cứ luôn có thái độ dung túng cho thần ương bang chỉ vì ở ngoài mặt kiều gia nào dám tỏ ra thân thiện nhưng kỳ thực thì ở bên trong cả hai chỉ là một bởi đó ngươi tuy là bang đồ thần ương bang nhưng ngay lúc này đây không những tỏ ra am hiểu quá rõ về kiều gia trái lại còn luôn có những lời lẽ binh vực họ đúng chăng họ đường nghiến răng ngươi sẽ lãnh nhận những hậu quả tột cùng khốc liệt nhất là dám đối đầu kiều gia hồng bảo kỳ cười cười Đừng dọa ta, vô ích. Trái lại, chính ta sẽ làm lão kiều lộ chân tướng, đồng thời cũng sẽ tự tay kết liễu mụ họ Trác, báo thù cho hai nhân vật là Vương Thế Hải và Viên Linh Linh tiên tử. Ngươi không tin ư? Chỉ vì ngươi cho rằng một khi bí phổ kỳ môn của Viên tiên tử đã bị hủy thì Hồng Bảo kỳ ta vô khả đối phó bí kỹ tán ảo tống âm của mụ Trác, ngươi lầm rồi, vì dù cho bọn ngươi đã thiên phương bách kế, quyết hạ độc thủ tất cả khi biết rằng thế nào viên tiên tử cũng chỉ điểm cách phá giải tán ảo tống âm cho ta. Nhưng may sao ngay vào lúc cuối đời, ngũ sư cô của ta là công tô minh cũng có cơ hội bày cho ta cách đó. Hãy nói đi, thân thủ của mụ chắc phi mộng dù lợi hại nhưng một khi bí ký tán ảo tống âm bỗng trở nên vô dụng đối với ta thì liệu mụ có còn là đối thủ của ta không? Huống hồ còn một điều này nữa thiết nghĩ ngươi nên biết. Đó là khinh thân pháp ta vừa vận dụng đả bại ngươi thực có danh xưng là khoái má bộ thiên hành ngươi có từng nghe kiều lão hoặc mụ họ trác đề cập đến công phu ấy bao giờ chưa họ đường thất kinh hồ lão đã chết từ lâu ta không tin đã xảy ra sự ngẫu nhiên khiến ngươi trở thành truyền nhân khiến ngươi trở thành truyền nhân của lão thiên hạ đệ nhất tuyệt bộ trừ phi hồng bảo kỳ vẫn cười cười thế nên ngươi nghĩ hiển thư minh ngọc từng ở trong tay ta một thời gian chỉ là vô ích ư họ đường lại nghiến răng những gì lão hồ từng nghĩ cách lưu tự toàn cáo giác kiều chủ nhân đều bị hủy ngươi đừng miệng ra chuyện này mong đe dọa ta sẽ chẳng ai tin ngươi đâu không bao giờ hồng bảo kỳ chật cười lạnh vậy ngươi tin chăng nếu ta bảo sẽ lấy mạng ngươi bằng chính công phu huyết thủ hãy nhìn đây hồng bảo kỳ nâng cao bàn tay tả ta, dần vận lực khiến cả bàn tay vùng đỏ hừng tợ máu huyết họ đừng sợ hãi ngươi là huyết thủ ma vương hồng bảo kỳ cười sằng sặc ngươi sợ rồi sao sợ sẽ bị ta dùng chính máu huyết của ngươi làm cho công lực bản thân thêm tăng tiến đúng không đã vậy hà hà ta sẽ hủy toang lồng ngực của ngươi sau đó sẽ từ từ bóp vỡ tâm thất của ngươi cho máu huyết của ngươi từ đó thấm dần vào tâm trường của ta giúp nội lực của ta tăng thêm một bậc hà hà họ đường rúng động sợ đến run bần bật ngươi là huyết thủ mao vương toàn thể võ lâm sẽ xem ngươi là đại công địch họ sẽ hiệp lực tiêu diệt ngươi như đã đối xử với huyết thủ mao vương trước kia chợt xúc nộ Hồng bảo kỳ quật tung tạc kinh đỏ ối vào đầu họ đường. Chớ nói nhảm, ta không hề là huyết thủ ma vương. Và trưởng này chỉ là sức luyện thiết thủ tuyệt công, sẽ tiễn ngươi vào quỷ môn quan. Vĩnh biệt, bùng, họ đường vỡ đầu chết tốt. Hết chương 25, chương 26, hải hà lâm biến, hủy hoa sơn. Chạm chán ma vương, bất bại thủ. Lạc Yến Chi chợt dừng lại và cất giọng mệt mỏi, muội không thể đi được nữa, nhưng để không làm chậm chế mọi việc của bảo kỳ huynh muội sẽ tạm lưu lại đây chờ đợi huynh đi đi hồng bảo kỳ cũng dừng lại và lo lắng thần sắc của muội đích thực quá mỏi mệt lẽ nào độc chất trong người muội vẫn chưa hóa giải hết hãy để ngu huynh trích huyết nhỏ tiếp cho muội lạc yến chi lắc đầu không cần đâu vì nếu độc chất còn dĩ nhiên muội phải nhận biết chỉ là muội quá kiệt lực e khó thể tiếp tục cùng bảo kỳ huynh đi đến phái hải hà hồng bảo kỳ nhìn quanh đoạn bảo nàng ở đằng kia có chỗ nghỉ chân chúng ta mau đến đó ngu huynh sẽ chờ cho đến khi muội hồi phục chân nguyên lạc yến chi miễn cưỡng theo chân hồng bảo kỳ và thái độ này của nàng đã khiến hồng bảo kỳ ưu tư vội lên tiếng khi cả hai cùng ngồi nghỉ chân bên nhau có phải muội không muốn cùng ngu huynh đi đến phái hải hà lạc yến chi vờ nhắm mắt và cúi đầu không phải muội chỉ ngại nếu mãi theo chân sẽ khiến bảo kỳ huynh chậm cước trình không thuận lợi cho tình thế đang khẩn trương lúc này. Hồng Bảo Kỳ thở ra nhẹ nhẹ. Nhất định muội đã nghe viên linh linh tiên tử nói khá nhiều về các nghiêm luật nội tình của phái hải hà. Muội không muốn đến đấy chỉ vì đã biết giữa Ngu Huynh và Long Ngân Hoa, trưởng môn phái hải hà từng có hôn định, đúng không? Nàng ngẩng đầu lên vừa cười lạt vừa nhìn Hồng Bảo Kỳ, hôn định của Huynh nào liên can gì muội? Huynh đừng võ đoán nữa, có được không? Hoặc Huynh ngại để muội lưu lại một mình sẽ bất lợi cho Huynh. Hồng Bảo Kỳ cao mặt, bất lợi cho ngu huynh. Nàng bảo, đúng vậy, vì huynh đã vô tình bộc lộ bản thân chính huyết thủ ma vương. Và huynh sợ đến nỗi đã phóng hỏa thiêu hủy toàn bộ thi thể của những ai từng bị sát hại ở nơi viên tiên tử lưu ngụ. Kể cả các cội cây có thể cáo giác công phu huyết thủ toái bia của huynh. Không phải sao? Hồng Bảo Kỳ phì cười, muội lầm rồi. Ngu huynh phóng hỏa thiêu hủy cũng là cách hỏa táng. Do thời gian không cho phép chúng ta an táng tất cả. Còn về công phu huyết thủ ư, ừ, lúc ngu huynh cố tình đề cập chỉ là muốn dò xét qua họ đường mong minh bạch hung đồ ma vương huyết thủ lúc này đích thực là ai có hay không có liên can đến kiều già thế nên làm gì có chuyện ngu huynh ngại nếu để muội lưu lại một mình lạc yến chi phân vân có thật huynh không là ma vương huyết thủ hồng bảo kỳ chợt thở dài ngu huynh hiểu rất rõ tâm trạng muội lúc này không những vậy kể cả ngu huynh cũng đang trong tâm trạng bối rối vì sao muội có biết chăng thứ nhất vì ngu huynh đã từng tiếp nhận lời ủy thác của lạc bá bá hứa quyết chăm sóc cho muội trong khi đó thứ hai long ngân hoa ngoài thân phận trưởng môn phái hải hà lại còn là cốt nhục hậu nhân của sư phụ ngu huynh long kiến sương chính là ân nhân cứu mạng điều đó ngu huynh không thể không báo đền còn thứ ba thêm vệ nguyệt tuyết nữa di ngôn của ngũ sư cô không muốn ngu huynh gây cảnh bẽ bàng cho vệ nguyệt tuyết muội hái mách bảo chỉ cho ngu huynh một cách gì đi vì thật tâm Ngu huynh không bao giờ muốn nhìn thấy muội buồn phiền, nhất là vào lúc này. Lạc Yến Chi hoài nghi. Huynh nói thật chăng khi bảo Long Ngân Hoa còn là hậu nhân di tử của sư phụ huynh. Hồng Bảo Kỳ nhẹ gật đầu. Lúc nghe Long Ngân Hoa đề xuất, mong ngu huynh lập trọng thể sau đó phải ước định hôn sự cùng nàng. Thú thật ngu huynh chỉ muốn phản kháng. Ngờ đâu, ngay khi nghe biết tính danh của nàng là Long Ngân Hoa, ngu huynh giật mình. Vội hỏi về Long Kiến Sương sư phụ hóa ra nàng chính là di tử của ân công sư phụ muội thấy đấy ngu huynh còn biết phải là gì một khi trong thâm tâm vẫn mong sao có cơ hội báo đền đại ân của sư phụ nhờ sư phụ nên ngu huynh mới có ngày nay lạc yến chi gượng cười thì muội đâu trách gì huynh huống hồ giữa huynh và muội kỳ thực chỉ là tình bằng hữu luôn thân cận vì vẫn thường chung số phận muội đâu có tư cách can dự vào tư sự của huynh hồng bao kỳ bỗng chớp nhanh đôi mắt chúng ta tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa được chăng vì ngu huynh thật không nỡ xa rời muội chúng ta hãy cùng đến phái hải hà nhà nụ cười của lạc yến chi tươi dần ngờ đâu lúc phát thoại thay vì đáp lời ưng thuận thì lạc yến chi lại kêu nguy rồi chúng ta đã bị vây phục thật lạ với bản lãnh của huynh lẽ nào không phát hiện đến bây giờ thì muộn rồi lập tức có chàng cười lanh lảnh phát ra với khoảng cách chỉ độ năm trượng so với chỗ lạc yến chi đang cùng hồng bảo kỳ ngồi nghỉ chân ngươi trông mong gì vào bản lãnh thật sự kém của hắn. Nhưng cũng may, nhờ có ngươi, bọn ta mới biết hắn là người khẩu thị tâm phi như thế nào. Vì với bọn ta nếu hắn tự phụ đưa ra những điều hứa bất hảo, hầu bảo vệ vẹn toàn sinh mạng của chính hắn, thì phải chăng, đối với ngươi, hắn lại hoay hoang, cho bản thân hắn có thân thủ cao cường. Ha! Ha! Hóa ra hồng bảo kỳ ngươi còn là phường háo sắc, chuyên mê hoặc lũ nữ nhân nhẹ dạ. Ha! Ha! có nhiều nữ nhân xuất hiện, đa phần đều thủ kiếm và sự kiện này khiến Hồng Bảo Kỳ thất sắc, vụt đứng lên, chư vị đã tự ý xuất sơn. Phải chăng là chủ ý của Long Ngân Hòa, nhưng sao vẫn chưa thấy quý trưởng môn xuất hiện. Một phụ nhân cao niên nhất, độ ngũ tuần, vừa cười vừa ung dung tiến lại gần. Nếu bọn ta không phá lệ xuất sơn nếu không đường đột xuất hiện ở đây thì làm sao biết đã bị Hồng Bao Kỳ ngươi dối lừa như thế nào? Còn Long Ngân Hoa ư? Ha! Ha! Ta bất thành trọng trách đã để tư tình tác động, ảnh hưởng đến sự tồn vong của bổn phái, tội của ả à đang bị nghiêm trị và lúc này ắt đã bỏ thây ở đâu đó trong Thiên Nhược Cốc. Ha, ha, Lạc Yến Chi kinh hãi, cũng đứng lên, Bảo Kỳ huynh, họ là phái Hải Hà. Hồng Bảo Kỳ sa sầm nét mặt, đúng vậy, không những thế, ngu huynh còn đoán họ vì nhị tâm nên mưu hại Long Ngân Hòa Đi, chúng ta hãy mau đến Cốc Thiên Nhược, giải cứu Long Ngân Hòa Phụ nhân nọ phá cười ngươi thật sự lo lắng cho ả à đến thế sao? Há không biết cốc thiên nhược từ thuở nào đến giờ chỉ có thể nhập nhưng bất khả xuất sao? Hồng Bảo Kỳ cười lạt, chư vị đến đã lâu, ắt nghe rõ để biết đâu là nguyên do khiến tại hạ không thể không quan tâm đến Long Ngân Hoa. Và nếu Long Ngân Hoa có mệnh hệ gì, chư vị tin hay không thì tùy, tại hạ quyết chẳng dung thứ bất luận ai trong chư vị. Đi nào yến chi muội. Nhưng phụ nhân nọ lại cười, đồng thời còn có cách ngăn Hồng Bảo Kỳ lại, gượm đã vì nếu ngươi thật sự quan tâm đến ả à, thì càng dễ cho mọi thương lượng ắt phải diễn khai nhưng đừng nghĩ bọn ta sợ lời hăm dọa của kẻ kém bản lãnh là ngươi ha ha hồng bảo kỳ động tâm thương lượng ư ắt hẳn phải có liên can đến số phận long ngân hoa lúc này phụ nhân nọ cao ngạo gật đầu không sai và ả à, sẽ được toàn mạng sẽ được cùng ngươi hội ngộ ngay lúc này nếu ngươi ưng thuận phó giao cho bọn ta một vật hồng bảo kỳ kéo nhẹ tay đầy lạc yến chi hơi nhích lùi về phía sau lưng Tôn giá cần vật gì? Nhưng Thoạt Tiên sao không cho Tại hạ được nhìn thấy Long Ngân Hoa? Phụ nhân vỗ hai tay vào nhau một lượt và bảo, "Cũng may vì ngươi biết giữ chữ tín, nhất là lời đã hứa cùng Long Ngân Hoa, nếu không bọn ta cứ ngỡ đưa ả à cùng đi chỉ là hành vi vô dụng. Hãy nhìn đi, và nếu muốn bọn ta phóng thích cho ả, à, hãy ngoan ngoãn giao Hiển Thư Minh Ngọc ra đây." Từ khoảng cách 15 trượng, Long Ngân Hoa thật sự xuất hiện, nhưng vẻ ngoài của nàng rất phờ phạc đã vậy còn được hai nữ nhân khác đi kèm hai bên tuy nhiên lúc nhìn thấy hồng bảo kỳ long ngân hoa có phần tươi tỉnh hơn vì thế nàng như có động lực để bật kêu thật nhanh hồng ca ca mau chạy đi bọn họ đã để tịch sơn môn thu phục thế nên từ lâu đã sinh nhị tâm hai nữ nhân đi kèm hai bên long ngân hoa cùng biến sắc toàn phát tác và thế nào cũng gây bất lợi cho long ngân hoa ngờ đâu phụ nhân đang cùng hồng bảo kỳ đối thoại vẫn thản nhiên ra hiệu cho hai ả à kia cứ để ả à nói vì trước sau gì chúng ta cũng cho mọi người biết ngoài Sơn Hải Cung chẳng ai đủ tư cách độc bá võ lâm. Ra lệnh cho khắp Trung Nguyên thuận phục, huống hồ, ha, ha, với bản lãnh của Hồng Bảo Kỳ, hắn dù cắp cánh vẫn không thoát, trừ phi ngoan ngoãn pho giao một vật như đã nói. Ha, ha, Hồng Bảo Kỳ cười lạt, như vậy, Thụy Tiền Bối bị sát hại là do chư vị gây ra, không hề do địch nhân từ ngoài lẻn đột nhập. Phụ nhân đắc ý bảo, cần gì ai khác lẹn vào. Một khi kể từ lúc bổn cung bất hạnh tự tách khai thành hai môn phái tịch Sơn và Hải Hà thì cả hai môn phái này vẫn còn đó những môn nhân luôn trung thành, quyết giúp Sơn Hải cung trở nên Thái Sơn bắt đầu của võ lâm Trung Nguyên. Thế nên bất luận ai dù ở thân cận nào chăng nữa nếu hoạt động ngược lại tôn trì này thì sau trước gì cũng quốc phải các hậu quả khó lường. Hồng Bảo Kỳ giật mình, có nghĩa là các trưởng môn nhân của quý phái đều lần lượt bị chư vị tìm kế gây bất lợi. Phụ nhân nhún vai, đấy là họ tự chuốc lấy, khi cứ mãi khư khư tuân giữ theo các nghiêm luật ngu xuẩn, chỉ khiến bọn ta đành cam chịu sống cảnh như bị sinh cầm. Mà thôi, chuyện đó vô can tới ngươi. Điều quan hệ lúc này là cần sự định đoạt của ngươi, muốn ả à Long Ngân Hoa chết hay được phóng thích. Hồng Bảo Kỳ đưa mắt nhìn Long Ngân Hoa và đương nhiên thấy vẻ mặt nàng đang tỏ ra lo lắng như thế nào. Hồng Bảo Kỳ thở dài, có thể cho Tại Hạ hỏi, chư vị cần hiển thư Minh Ngọc để làm gì chăng? Vì theo những hiểu biết của Tại Hạ, vật đó không hề đem đến cho vị bất kỳ thuận lợi gì nhất là về công phu võ học có chăng chỉ là những bất lợi và chỉ đối với kiều gia mà thôi phụ nhân gần giọng chớ phí lời tuy nhiên ngươi nói đúng vì cần đối phó kiều gia nên bọn ta chẳng mong muốn gì khác ngoài việc được sở hữu minh ngọc hiển thư hãy mau giao ra đây hồng bảo kỳ lại thở dài lần này còn kèm cái lắc đầu thất vọng vật đó từ lâu đã không do tại hà giữ nữa dù vậy tại hà có một vật khác phụ nhân biến sắc quát Ngươi to gan, ngỡ bọn ta không dám hạ thủ tất cả ba người bọn ngươi ư? Hãy mau trao ra Hiển thư Minh Ngọc, ngoài vật đó, bọn ta chẳng màng bất kỳ vật gì khác." Hồng Bảo Kỳ khẩn trương kêu, "Nếu là Kim Mai bảo kiếm thì sao? Há lẽ nào tôn giá cũng chẳng quan tâm?" Phụ nhân giật mình, "Bảo kiếm Kim Mai, há lẽ ngươi vẫn nhớ các lời đã hứa và chỉ chưa đầy một tuần trăng đã kịp hoàn thành sứ mạng." Hồng Bảo Kỳ nhẹ thở ra, "Hãy phóng thích Long Ngân Hoa." chỉ tiếc tại hạ không thật sự giữ hiền thư minh ngọc nếu không dù đánh đổi bất kỳ vật vật gì tại hạ cũng sẵn lòng miễn sao long ngân hoa được toàn mạng long ngân hoa cũng biến sắc cùng kêu hồng ca ca đừng giao di vật đó cho họ vì với kim mai bảo kiếm họ sẽ phụ nhân phẫn nộ mau làm à câm miệng chớ để à làm hồng đại sự của bổn cung hai nữ nhân đi kèm liền điểm huyệt chế ngự long ngân hoa hồng bảo kỳ bật cười tôn giá bất tất quá lo lắng vì như đã nói, tại hạ sẵn sàng đánh đổi bất kỳ bật gì miễn có thể cứu mạng Long Ngân Hoa. Yến Chi muội hãy mau trao thanh tiểu kiếm cho ngu huynh. Thoạt nhìn thấy thanh tiểu kiếm quả nhiên đang do là kiến chi từ phía sau đưa ra phía trước cho Hồng Bảo Kỳ. Đôi mắt của các nữ nhân đứng quanh đó đều ngời sáng. Phụ nhân nọ cũng vậy, nhất là khi hối hả thúc giục Hồng Bảo Kỳ, đích thực là bảo kiếm kim mai. Mau ném qua đây. Đổi lại, ta hứa sẽ cho bọn ngươi, cả ba người đều toàn mạng. Hồng Bảo Kỳ nâng cao thanh tiểu kiếm, "Đừng vội, vì sinh mạng bọn tại hạ còn trong tay chư vị thì lo gì không có lúc chiếm hữu vật này." Thoạt tiên xin hãy phóng thích Long Ngân Hoa. Phụ nhân lập tức hất hàm ra lệnh cho hai nữ nhân áp giải Long Ngân Hoa, "Đưa ả à đến đây, chớ lo, ta đã có cách, bất luận tiểu tử dùng thủ đoạn gì cũng không thể dễ dàng đắc thủ." Tiếp đó, khi đã đón nhận Long Ngân Hoa từ tay hai ả à nọ, phụ nhân cười cười, ra lệnh cho Hồng Bảo Kỳ ta sẽ để ả à từ từ tiến về phía ngươi và kỳ hạnh cho ngươi nếu ả à đi được năm bước ngươi phải lập tức ném kim mai bảo kiếm cho ta bằng bất tuân hừ ta sẽ lập tức hạ thủ kết liễu ả à. khi đó phần nào đúng như ngươi vừa nói bọn ta chỉ cần kết liễu tất cả bên ngươi thì lo gì không đắc thủ kim mai di vật nào hãy bắt đầu đừng vội tại hạ muốn long ngân hoa chỉ ít phải được giải khai áo huyệt vì biết đâu tôn giá đang ngấm ngầm dở trò nàng không thể phát thoại thì làm sao cáo giác phụ nhân cười khẩy ngươi chỉ khéo lo hão. vì với bọn ngươi bọn ta cần gì dở trò tuy nhiên ngươi vẫn tỏa nguyện mụ giải khai huyệt đạo cho long ngân hoa và đích thực chỉ giải khai mỗi một áo huyệt dù vậy khi có thể lên tiếng long ngân hoa lại kêu rất lo lắng họ vẫn lưu cấm chế khiến muội nhất thời không thể vận dụng võ công hồng ca ca đừng để bọn họ lừa vì vị tất khi đã tỏa nguyện họ sẽ giữ lời và để chúng ta an toàn ly khai. Hồng bảo kỳ cao mày có thật như thế chăng? nếu vậy hay là tại hạ thà hủy bỏ thanh tiểu kiếm này. phụ nhân nó vội gắt, ngươi không được hồ đồ. trái lại điều gì ta đã hứa, quyết chẳng sai lời. hãy sẵn sàng vì ta bắt đầu để à đi về phía ngươi đây. nhớ đấy, hạn kỳ dành cho ngươi chỉ trong vòng năm bước chân của à một hai. long ngân hoa quả thật đã bị một tà thuật nào đó cấm chế võ công khiến các bước chân của nàng dù mau hay chậm thì cũng chỉ là các bước chân tương tự người chưa hề luyện võ công chính vì thế phụ nhân nọ vẫn đắc ý tiếp tục đếm theo từng bước chân của nàng ba bốn n đúng lúc đó hồng bảo kỳ chấp động phụ nhân cười lạnh cũng lập tức xuất thủ quật một kình vào ngay hậu tâm long ngân hòa người lẽ ta nên tự lượng sức vì với thái độ này của ngươi càng thêm thuận lợi cho bọn ta xem ta xem ta kết liễu ở đây Ngờ đâu, ngay khi xuất hiện cạnh Long Ngân Hoa, Hồng Bảo Kỳ bật cười sang sảng và thần tốc kéo Long Ngân Hoa cũng bản thân di hình hoán vị biến đâu mất, để ngọn kình của phụ nhân hoàn toàn hụt vào hư không. Sao tôn giá biết tại hạ không tự lượng sức? Ha ha! Động nộ, phụ nhân rút kiếm và quát vang, mau lập trận, giết tất cả bọn chúng. Những nữ nhân khác cũng vùng kiếm. Nào ngờ họ chợt thấy Long Ngân Hoa cùng Hồng Bảo Kỳ xuất hiện trở lại Lạc Yến Chi. Và lúc này, Long Ngân Hoa vì được Hồng Bảo Kỳ phó giao thanh tiểu kiếm, nên khẩn trương nâng cao, kiến vật như kiến nhân. Tất cả hãy dừng tay. Bổn trưởng môn hứa sẽ dung tha cho ai ngoan ngoãn thận phục. Nhược bằng bất thuận, chiếu theo di mệnh tổ sư sẽ phải chết. Có nhiều nữ nhân rúng động, toan hạ kiếm. Ngờ đâu phụ nhân nọ lại lệnh lùng ra lệnh cho họ. Chỉ có di mệnh của tổ sư khai sáng Sơn Hải Cung mới đáng tuân giữ. Còn không mau giết bọn chúng. Huống hồ với bản lãnh của chúng, đâu đáng là đối thủ của chúng ta. Hãy tiến lên. Hồng Bảo Kỳ bật gầm vang, Yến Chi muội hãy lưu tâm hộ Long Ngân Hòa. Ngu huynh cần cho họ nếm mùi lợi hại, và Hồng Bảo Kỳ lại biến mất. Nhưng chỉ chớp mắt sau, Hồng Bảo Kỳ lại xuất hiện, diện đối diện với phụ nhân nọ, sẽ minh bạch ngay thôi, ai không là đối thủ của ai. Đỡ trường, ào, phụ nhân nọ liền biến sắc, vội khoa kiếm tiếp chiêu thật nhanh. Bất quá ngươi chỉ dựa vào khinh thân pháp nhất tuyệt bộ của lão hồ côn bản lãnh thì có gì đáng kể. Xem kiếm. Nào ngờ, vừa tung kiếm, mụ thất kinh vội nhảy lùi. Bản lãnh của ngươi. Hồng Bảo Kỳ cũng trổ theo mụ và nở nụ cười lạnh. Mụ biết đã quá muộn. Hãy nhận lấy số phận dành cho hạng phản bội. Chúng, chấn kinh hất mụ bay cao. a à, và từ thân thể mụ, nhục huyết thịt ra vùng vỡ toang bay bắn tung tóe Kế đó thi thể mụ nặng nề gieo xuống đất, nằm bất động. Cục diện này khiến tất cả chấn động và có một nữ nhân kêu thất thanh, huyết thủ toái bia, chợt hồng bảo kỳ xuất hiện trở lại cạnh lạc yến chi và long ngân hòa. Nhưng với sắc mặt lo lắng, hồng bảo kỳ khẽ hỏi long ngân hòa tại sao họ kinh ngạc khác với lần trước, chẳng phải họ cũng đã biết ngu ca từng có thời gian luyện công phu nhất trường toái bia hay sao? Long ngân hòa chưa kịp đáp thì đa phần các nữ nhân đứng xung quanh đều động nộ. Họ tiến hành lập kiếm trận và hừng hực sát khí nhìn hồng bảo kỳ nguyên nhân duy nhất khiến bổn cung tách khai chính là từ huyết thủ mà vương Người đã thu hồi kim mai bảo kiếm lại đột ngột có bản lãnh tăng tiến hơn xưa thập bội đó minh chứng tổ sư bổn phái chỉ vì lụy tình làm hỏng đại sự bổn cung đáng là tội nhân thiên cổ bọn ngươi cũng vậy hãy mau nạp mạng đi thôi phát hiện họ chuẩn bị phát kiến trận hồng bảo kỳ thất kinh vội kêu chờ đã trong này còn nhiều ẩn tình mong chư vị nên nhẫn nại lắng nghe đừng buộc tài hạ cùng chư vị đón đầu hậu quả sẽ bất như ý nhưng họ vẫn phát kiếm trận vì sự tồn vong của bổn cung sơn hải giết long ngân hoa cũng thất vọng đành hà kim mai bảo kiếm xuống đồng thời cuống cuồng gọi hồng bảo kỳ chúng ta phải thoát mau ngay khi còn cơ hội hồng ca ca hãy nhanh nhanh giúp muội giải tỏa cấm chế nếu không chúng ta nhất định không thoát chết hồng bảo kỳ bắt đầu cảm nhận áp lực từ kiếm trận đang dần hiển hiện vội bảo long ngân hoa giải tỏa cấm chế như thế nào lạc yến chi đã nhanh hơn tự xem qua khắp các kinh mạch cho long ngân hòa cũng may đây lại là cấm chế được họ thi triển theo bí thuật tịch sơn môn bảo kỳ huynh hãy lo đối phó kiếm trận việc này cứ giao phó cho muội thập phần tin tưởng ở lạc yến chi hồng bảo kỳ lập tức hất loạn ra tứ phía nhiều loạt kình hy vọng làm giảm bớt áp lực từ kiếm trận đang ngày càng uy hiếp bất luận ai bị giam trong trận lui lại nào cùng lúc này bằng thủ pháp độc môn lạc yến chi cũng nhanh nhẹn giúp long ngân hoa giải bỏ cấm chế khai long ngân hoa ngay khi có thể dụng lực vội kéo lạc yến chi cùng lùi thật nhanh qua một bên hãy mau di chuyển theo muội nhanh nhờ đó lạc yến chi vừa kịp cảm nhận có một chiêu kiếm bất thần uy hiếp từ phía hậu đã thoát ngay chỉ bị tia kiếm kình chạm sượt làm rách một vết nhỏ ở y phục đồng thời với thanh tiểu kiếm kim mai long ngân hoa chợt bật loang loáng vừa xuất thủ vừa luôn miệng ra lệnh mọi người nên mau dừng kiếm trận. Nếu không, chẳng những kiếm trận sẽ dễ dàng bị bồn trưởng môn phá giải, mà tội bất tuân thượng lệnh cũng khó thể mong bồn trưởng môn dung tình. Ngừng mau, nếu ai dám kháng lệnh thì xem đây. Đã hai thanh kiếm bị Long Ngân Hoa dùng bảo kiếm chấn gãy. Dù vậy, kiếm trận vẫn diễn khai. Chứng tỏ những nhân vật lập kiếm trận vẫn quyết chẳng tuân thủ nữa mọi mệnh lệnh hoặc từ Long Ngân Hoa trưởng môn hoặc từ di vật tổ sư của họ là Kim Mai Bảo Kiếm. Hồng Bảo Kỳ vẫn tung loạn các chiêu kình quyết làm giảm thiểu uy lực của kiếm trận lợi hại. Ngân Hoa, Ngu Ca không muốn gây đổ sát. Nếu có cách thoát, nàng hãy mau đưa Yến Chi ra ngoài trước. Nhanh lên. Long Ngân Hoa với sắc mặt lo lắng đành đáp. Chẳng rõ họ đã bị tịch sơn môn mê hoặc thế nào. Bỗng dưng hung hăng liều chết. Muội có đưa Yến Chi cô nương cùng thoát thì dễ. Phần hồng ca ca thì sao? ối đỡ. Nàng lại bật loang tiểu kiếm, kịp chấn gãy một thanh kiếm khác, trước khi thanh kiếm đó bất thần đâm mạnh vào lạc Yến Chi lạc yến chi lúc này mới biết kiếm trận lợi hại như thế nào bảo kỳ huynh nếu có thể sao không mau hủy trận nhanh lên nếu không chúng ta e nguy mất hồng bảo kỳ lại thúc hối long ngân hoa ngu huynh không đủ nhẫn tâm hai nàng hãy thoát mau đừng lo lắng cho ta nhanh nào lạc yến chi lập tức chộp vào tay long ngân hoa hai chúng ta nên thoát ra mau riêng bảo kỳ nhất định vẫn thoát vì gần đây cũng đã am hiểu khá nhiều về kỳ môn trận thế nếu không chính chúng ta sẽ là nguyên nhân khiến bảo kỳ dù không muốn cũng biết thành hung đồ ác sát long ngân hoa vội gật đầu bọn muội thoát đây hồng ca ca hãy bảo trọng hồng bảo kỳ bật cười vang dậy vậy hãy thoát mau một mình ngu ca càng dễ đối phó xem đây ha ha long ngân hoa vì là trưởng môn nhân phái hải hà nên rất am tưởng cung cách biến động của kiếm trận cũng xuất xứ từ phái hải hà hơn nữa với kim mai bảo kiếm trong tay những thanh kiếm vây hãm xung quanh đâu thể gây khó khăn cho nàng. Vì thế, chỉ sau vài bước chân dịch chuyển, Long Ngân Hoa đã nhanh chóng đưa Lạc Yến Chi thoát trận. Và ngay khi vừa thoát, lúc Toan quay lại nhìn thì Long Ngân Hoa đã nghe thanh âm giọng nói của Hồng Bảo Kỳ khẽ thốt bên tai. Chạy mau, tránh voi chẳng hồ mặt nào, ngu ca cũng thoát rồi đây. Chạy nào. Thế là cùng với Hồng Bảo Kỳ, Long Ngân Hoa nắm tay kéo Lạc Yến Chi cùng tàu thoát. Khi biết chắc chắn đã thoát, Long Ngân Hoa chậm dần lại, hồng ca ca. Ngờ đâu, vì Long Ngân Hoa chỉ nắm giữ một tay của Lạc Yến Chi, Hồng Bảo Kỳ thì nắm tay còn lại cũng của Lạc Yến Chi. Thay vì cùng chậm dần như Long Ngân Hoa, Hồng Bảo Kỳ lại khẩn trương, tiếp tục kéo Lạc Yến Chi chạy tiếp, đừng dừng vội. Ngân Hoa muội không nghe vang vẳng ở phía trước có tiếng giao phong sao. Hãy mau chạy đến đấy, nếu không chúng ta sẽ chẳng có cơ hội thuận lợi hơn. Đi nào, Long Ngân Hoa đành chạy theo và hoang mang hỏi hồng ca ca có thể nghe được xa đến thế ư vì muội vẫn chưa có phát hiện gì mà này muội đã nghe rồi nhưng sao chỉ toàn là những loạt gào bi thảm nào phải tiếng giao phong hồng bảo kỳ càng thêm khẩn trương vì thế vô tình tạo cơ hội cho long ngân hoa phát hiện một sự thật là kể cả bản thân nàng dĩ nhiên là cùng lạc yến chi đều đang được hồng bảo kỳ kéo đi chứng tỏ thân thù bản lãnh lúc này của nàng hoàn toàn không thể sánh với hồng bảo kỳ và chỉ một lúc sau cả Long Ngân Hoa lẫn Lạc Kiến Chi đều hiểu vì sao Hồng Bảo Kỳ tỏ ra khẩn trương. Trước mặt cả hai lúc này, ở một khoảnh sân lộ thiên của một ngôi hoang miếu, Chật hiện hiện một cục trường thê thảm. Có không ít hơn 10 thi thể đã nằm bất động giữa các vũng máu huyết vẫn tuôn suối xả từ các lồng ngực vỡ toang của chính những thi thể này. Đồng thời, từ bên trong hang ở đâu đó phía sau ngôi hoang miếu lại đang phát ra một loạt gào bi thảm nữa. A, à, a, à, Ma Vương huyết, như một mũi trường tiễn chợt bật bay từ cánh cung dương cứng. Hồng Bảo Kỳ buông tay Lạc Yến Chi để một mình thần tốc lao nhanh vào trong miếu. Hung đồ huyết thủ ma vương, có ta là Hồng Bảo Kỳ đến đây. Lạc Yến Chi thấy vậy, toan lao theo. Ngờ đâu bỗng bị Long Ngân Hoa giữ tay lôi lại, đừng manh động. Trái lại, hãy tạm ở ngoài này, hợp với Hồng Ca Ca. Đừng để hung đồ tẩu thoát. Bên trong miếu bỗng vang lên một loạt chạm kinh khủng khiếp. ầm, dư kinh chấn động làm cả tòa miếu lay lắt. Rắc, rắc. Đúng lúc đó, nóc miếu bị phá vỡ hất bay ngược lên trên và cùng với hàng trăm hàng ngàn mảnh ngói vỡ vụn tung bay chợt có một bóng nhân ảnh theo lỗ thủng ở nóc miếu lao vút lên cao với thuật khinh công thật thượng thừa lạc yến chi khé kêu vân long tam hiện nhưng cũng lúc này ngôi hoang miếu chợt từ từ đổ ụp xuống long ngân hoa kêu thất thanh hồng ca ca may thay từ ngôi hoang miếu đang đổ ụp xuống chợt lao ngược ra hai bóng nhân ảnh khác lạc yến chi động nộ quát vang đối phương còn đồng bọn đang truy đuổi Hồng Bảo Kỳ. Chúng ta mau hiệp lực tiếp ứng. Đánh nào? Ngờ đâu? Một trong hai bóng nhân ảnh nọ chợt lên tiếng, mau dừng tay. Và hãy mau nói, hung đồ vừa tẩu theo lối nào? Nhờ đó, vì kịp nhìn thấy bóng Hồng Bảo Kỳ không chỉ thoát cảnh bị ngôi miếu sụp đè, mà còn đưa thoát thêm một nữ lang đang mang thần sắc nhợt nhạt vì khiếp đảm. Long Ngân Hoa vội đáp lời Hồng Bảo Kỳ, Hồng ca ca đuổi không kịp nữa đâu. Hung đồ đã tẩu khá lâu, trước cả lúc ngôi hoang miếu bị đổ. Với thái độ nôn nóng, Hồng Bảo Kỳ vẫn gặng hỏi, không cần biết kịp hay ngược lại. Hãy nói đi, hoặc giả kể cả muội cũng chẳng phát hiện hung đồ tẩu theo hướng nào. Bây giờ Long Ngân Hoa bừng tỉnh, toàn thân vùng chấn động, nguy rồi, phương hướng hung đồ bỏ chạy chính là hướng chúng ta vừa chạy đến. Đuổi theo mau. Hồng Bảo Kỳ lập tức ngăn lại và có ngay các sắp đặt cần thiết. Việc đó hãy để ngu ca đảm đương. Đây là vệ nguyệt tuyết đành phiền nàng cùng Yến Chi quan tâm hộ. Nhất là tạm thời đừng khinh xuất tự tách khai. Nếu cần, hãy cùng chạy đến sau. Ngu ca phải đi trước, hy vọng có thể kịp cứu vãn, không để hải hà phái bị hung đồ thảm sát. Vút, đành phải tiếp nhân vệ nguyệt tuyết là nữ nhân vừa được hồng bảo kỳ cứu nguy và cùng thoát từ khi ngôi hoang miếu bị phá hủy. Long Ngân Hoa lo lắng nhìn Lạc Yến Chi, là cô nương có đồng ý chăng chúng ta không thể để một mình hồng bảo kỳ đương đầu với hung đồ. Đuổi theo chứ. Vệ Nguyệt Tuyết lúc này cứ như người vừa tỉnh lại sau cơn mê loạn, vụt kêu, sao hả? Hồng Bảo Kỳ đang đuổi theo ác nhân huyết thủ Ma Vương thật sao? Vậy thì nguy hiểm lắm. Xuất thủ của Ma Vương có liên quan tịch Sơn Môn. Vạn nhất Ma Vương dẫn dụ Hồng Bảo Kỳ đến chỗ có lão tư mã lạc. Môn chủ tịch Sơn Môn phục sẵn thì còn gì sinh mạng? Nhị vị tỷ tỷ xin giúp Nguyệt Tuyết này. Cần phải mau ngăn Hồng Bảo Kỳ lại. Nếu cần nữa, Nguyệt Tuyết thà hy sinh tính mạng, liều chết cùng Ma Vương quyết không cam tâm nhìn Hồng Bảo Kỳ một lần nào nữa bị tổn hại. Lạc Yến Chi đương nhiên chỉ lo lắng cho mỗi một mình Hồng Bảo Kỳ, tán thành ngay, nhưng Nguyệt Tuyết muội đủ lực chăng. Nếu không e khó đuổi kịp Bảo Kỳ huynh, Long Ngân Hoa vội phân phó, hãy theo cung cách lúc nãy. Nguyệt Tuyết ắt có bản lãnh kém nhất, mau nắm lấy tay ta và tay là cô nương. Chạy nào, Lạc tỷ tỷ cả ba cùng chạy và lần này lạc yến chi phải xuất lực do bản lãnh của nàng tuy có kém long ngân hoa nhưng ở đây lại có phần cao minh hơn vệ nguyệt tuyết được một lúc long ngân hoa chợt tỏ ra khẩn trương ta đã nghe có tiếng giao phong. chứng tỏ hồng ca ca đã kịp xuất hiện ứng cứu hải hà phái chúng ta phải nhanh hơn nữa nếu muốn hợp lực cùng bảo kỳ đối phó với huyết thủ ma vương lạc yến chi đang mệt đến thở chẳng ra hơi dù vậy vẫn lên tiếng thán phục công lực của long ngân hoa quả không hổ danh trưởng môn nhân hải hà phái yến chi này thật bái phục vì vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng động nào hay là ngân hoa muội cứ đi trước kịp ứng cứu bảo kỳ huynh hay không mới là điều hệ trọng vệ nguyệt tuyết cũng phụ họa hóa ra ngân hoa tỷ là trưởng môn phái hải hà ngang hàng tịch sơn môn yến chi tỷ nói rất phải ngân hoa tỷ hãy đi trước vì kỳ thực thân thủ của huyết thủ ma vương như có phần lợi hại hơn lão tư mã lạc môn chủ tịch sơn môn long ngân hoa rất muốn đi nhưng đành lắc đầu thở dài hồng ca ca đã tin tưởng phó thác cho ngân hoa này trách nhiệm lo sao cho yến chi tỷ và nguyệt tuyết muội an toàn huống hồ chàng còn căn dặn chớ khinh suất tự tách khai đã vậy chúng ta đi cùng đi đến cùng đến ngân hoa đâu dám để chàng thất vọng lạc yến chi có phần cảm kích nếu là vậy ngân hoa này chúng ta đừng vội nữa có được không bởi cứ chạy cật lực như thế này dù có kịp đến nơi e chỉ mỗi một mình ngân hoa muội là còn chút ít sức lực hỗ trợ chàng phần yến chi cùng nguyệt tuyết e vô khả Long ngân hoa nhận chân sự thật ấy liền chậm lại yến chi tỉ nhắc đúng lắm vì đừng nói có kịp đến hay không giả dạ như đúng lúc này chợt có đại địch xuất hiện một mình muội đâu thể phân thân vừa lo đối phó vừa lo bảo toàn cho yến chi tỉ cùng nguyệt tuyết được rồi có chậm một lúc cũng không sao hơn là vội nhưng lại gây nhiều khó khăn lúc này kể cả lạc yến chi cùng vệ nguyệt tuyết rốt cục cũng có thể nghe xa xa đang vang lên từng loạt gào bi thảm vì thế bảo là chậm nhưng cả ba vẫn nôn nóng. Như thể nếu được chấp cánh, họ sẽ lập tức bay ngay đến. Chợt họ nghe rõ tiếng hồng bảo kỳ gầm quát thật to, dù khoảng cách khá xa vẫn nghe mồn một, tại hà bảo chư vị đứng cụm lại. Đối phó với huyết thủ ma vương, chư vị lập kiếm trận chỉ vô ích. Nào, thực hiện mau. Còn hung đồ, các hạ giám sát nhân hại mạng nhưng không đủ đờm lược công nhiên lộ diện hoặc cùng tại hạ đối chiêu ư. Hãy đỡ trưởng. Đáp lại hồng bảo kỳ là một giọng cười ồm ồm, thoạt nghe cũng đủ biết người cười đã cố tình biến giọng ngươi đâu đủ lợi hại để bổn nhân chẳng dám cùng ngươi đối chiêu hãy ngưng thi triển thân bộ pháp ma mị của ngươi bổn nhân sẽ cho ngươi tọa nguyện nhược bằng chẳng dám ha ha một mình ngươi liệu quan tâm đến ngần này lũ nữ nhân vô dụng và vụng về chăng hãy xem bổn nhân tiếp tục đổ sát đây ha ha liền tiếp theo sau lại là một loạt gào bi thảm a à. a à thêm một nạn nhân nữa thảm tử vì tả công khổng huyết thủ toái bia khiến long ngân hoa quá lo lắng lập tức vận lực hô vang những đệ tử bổn phái hải hà mau nghe lệnh hãy lập tức triệt thoái kiếm trận đừng cụm vào nhau quay mặt ra ngoài nhưng hồng bảo kỳ thiếu hiệp đã chỉ điểm nhanh lên bổn trưởng môn sẽ lập tức đến tiếp ứng nhưng long ngân hoa cùng yến chi nguyệt tuyết chưa kịp chạy đến thì nghe hồng bảo kỳ từ xa thét gào đề tỉnh ngân hoa muội hung đồ đang cơn loạn sát vừa chạy về phía muội hãy bảo yến chi nguyệt tuyết cùng muội lập thế tâm phân đỉnh túc mau mau tự lo cho nhau hung đồ đừng mong tẩu đỡ thất kinh yến chi cùng nguyệt tuyết không cần chờ long ngân hoa bảo cả hai đã vội đứng áp lưng vào nhau cùng long ngân hoa quay mặt về ba phía bất luận ai có vũ khí gì cũng trực chờ hờm sẵn long ngân hoa nghiến răng thủ tiểu kiếm hung đồ mau lại đây bổn trưởng môn sẽ cho ngươi nếm mùi tuyệt kỹ phái hải hà ngờ đâu Tuy chẳng ai nhìn thấy hoặc phát hiện có Hồng Bảo Kỳ đuổi theo sau bóng nhân ảnh, cứ ngỡ khinh thân pháp của bóng nhân ảnh quá lợi hại khiến Hồng Bảo Kỳ chẳng tài nào đuổi kịp, thì bất đồ. Ngay khi bóng nhân ảnh xuất hiện khá gần Lạc Yến Chi, lộ rõ là một đạo nhân, mặc đạo phục với diện mạo hoàn toàn bị che kín, đang trực xuất thủ với một trường tay không chỉ nhuộm đầy huyết bẩn mà còn biến dạng trở nên to thật to, chợt giữa thinh không vang lên một loạt tiếng quát bằng chính thanh âm giọng nói của Hồng Bảo Kỳ, đừng manh động, hãy đứng theo vị thế ấy mọi sự cứ phó giao cho hồng bảo kỳ này đỡ phát hiện chợt bị uy hiếp từ trên cao đạo nhân mông diện lập tức động thân lao tránh Ngươi nhanh đấy nhưng vẫn chưa thể làm gì bổn nhân ha ha nhưng vẫn có tiếng quát của hồng bảo kỳ tiếp tục vang lên không để đạo nhân mông diện có cơ hội cười mãi ai bảo ta không đủ nhanh chúng này đạo nhân mông diện lập tức ngưng cười thay vào đó cứ cuống cuồng dịch chuyển liên tục cuối cùng đành uốn ngược người lên cao phô diễn một tư thức lý ngư đá đình thật ngạo mạn và lợi hại ngọn kình của hồng bảo kỳ hụt mục tiêu va mạnh xuống nền đất khoét thành một hố to ầm long ngân hoa bật kêu hồng ca ca mau lên hung thủ đang quay lại với hải hà phái phen này họ nguy mất nhưng các nữ nhân phái hải hà dù đang lục tục chạy đến vẫn vội vội vàng vàng đứng túm tụm lại với nhau khi họ nghe tiếng kêu lo lắng của long ngân hoa trưởng môn của họ nhờ đó dù hồng bảo kỳ thủy trung vẫn chưa lộ diện đang ở phương vị nào chẳng ai biết, thì chàng cười đắc ý của Hồng Bảo Kỳ cứ vang lên, như đang đuổi theo bén gót hung đồ đạo nhân mông diện. Chư vị hãy cứ đứng như thế, tại hạ hứa sẽ chẳng để thêm bất luận ai biến thành nạn nhân nữa của huyết thủ ma vương. Đỡ! Đạo nhân mông diện đang lao về phía các nữ nhân phái hải hà. Một kích không rõ phương vị xuất phát của Hồng Bảo Kỳ làm đạo nhân mông diện khựng lại vào phẫn nộ. Trước kia ta thật sai lầm khi chẳng nỡ dùng nội kinh chấn vỡ kinh mạch của ngươi. Hãy mau lộ diện, ta sẽ tọa nguyện, cùng ngươi chiêu đối chiêu, hiện thân màu Hồng Bảo Kỳ chật lờ mờ ẩn hiện vẫn vận dụng khinh thân phái khoái má bộ thiên hành lần quẩn xung quanh hung đồ đạo nhân, rốt cuộc các hạ là tăng hay đạo. Hãy bộ lộ lư sơn chân diện mục, tại hạ sẽ cùng các hạ đối chiêu, thử xem nhất trường toái bia lợi hại hay khổng huyết thủ nhất trường toái bia tà công của các hạ lợi hại hơn. Đạo nhân mông diện đang xạ mục quang nhìn không chớp mắt vào bóng nhân ảnh cứ luôn ẩn hiện của Hồng Bảo Kỳ khinh thân pháp của ngươi lẽ nào chính là tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của lão hồ nhân vật mệnh danh thiên hạ đệ nhất tuyệt bộ hồng bảo kỳ liền tăng nhanh cước lực chỉ vừa đủ để biến bóng nhân ảnh thành các vệt bóng mở mục lực của các hạ quả thật lợi hại nhưng nếu muốn dò tìm sơ hở tử nhất tuyệt bộ tại hạ đang thi triển các hạ sẽ chẳng bao giờ toại nguyện ha ha đạo nhân mông diện vẫn xạ mục quang ta có chú ý này Người vẫn còn ý nghĩ quyết vạch mặt kiều ra chăng hãy hợp lực cùng ta đổi lại ta hứa sẽ không gây thêm cảnh đồ sát nào nữa vì đối với ta chỉ cần vạch rõ chân tướng và kết liễu lão kiều là đủ thế nào những nữ nhân đứng ngoài cùng hoang mang do đang mục kích cảnh vô tiền khoáng hậu là cuối đối thoại lạ lùng giữa một nhân vật tuy hiện thân nhưng không lộ diện với một hồng bảo kỳ dù lộ diện thì lại chỉ là các vệt lờ mở chạy quanh nhân vật kia khi đó hồng bảo kỳ đang lên tiếng Hóa ra tại hạ từng ngỡ đúng các hạ phải là một trong những nhân vật muốn đối phó kiều già. Chỉ như thế các hạ mới biết tìm tại hạ ở đâu và cần dùng thủ đoạn gì để khiến tại hạ tự nói ra yếu quyết. Luyện tà công khổng huyết thủ nhất trường toái bia vô tình tạo cơ hội cho các hạ toại nguyện. Đạo nhân mông diện dùng giọng ôm ôm đề nạt, chứa nhiều lời. Trái lại, hãy nói mau, đề xuất của ta, hồng tiểu tử ngươi có thuận hay bất thuận. Hồng bảo kỳ hư lạt, thuận thì sao? các hạ có thể quả quyết sẽ không dùng khổng huyết thủ nhất trường toái bia tiếp tục gây thảm sát chăng đạo nhân nhún vai như đã nói ta chỉ cần kết liễu lão kiều và nếu ngươi ưng thuận hãy mau giao phó tất cả cho ta những gì ngươi từng phát hiện nhờ vào hiển thư minh ngọc đã có thời gian dài ở trong tay ngươi hồng bảo kỳ kinh ngạc hiển thư minh ngọc tại hạ đã phó giao cho trang duy nhật các hạ không biết sao đạo nhân mông diện cười khẩy lúc được ngươi phó giao thì đã muộn vì toàn bộ lưu tự từng do lão hồ tỉ mỉ khắc thật nhỏ chủ yếu là các cáo giác tất cả những hành vi thương luân bại lý có thể vạch rõ chân tướng lão kiều đều bị xóa sạch là ngươi gây ra chăng trước khi phó giao hiển thư minh ngọc cho trang duy nhật đó là những gì ta cần ngươi nên đáp ứng vì ta sẽ tự tay kết liễu lão kiều hồng bảo kỳ hiện thân đứng ngay trước mặt đạo nhân mông diện tại hạ cũng muốn vạch mặt lão kiều nhưng làm sao tại hạ tin vào lời các hạ đây đạo nhân lại nhún vai ngươi phải tin huống hồ ngoài ta hừ e cả lão tư mã lạ cũng chưa đủ bản lãnh đối phó với lão họ kiều hay ngươi không tin khổng huyết thủ nhất trưởng toái bia của ta đã sắp luyện đủ thập thành hòa hầu vừa nói đạo nhân vừa nâng dần hữu thủ với cả bàn tay đang từ từ biến dạng cứ tự phình to lên mãi to mãi và thật bất ngờ đạo nhân mông diện bỗng hất mạnh khổng huyết thủ nhất trưởng toái bia và hồng bảo kỳ ngươi đã trúng kế của ta mau nạp mạng long ngân hoa và các nữ nhân khác đồng loạt kêu hoàng ôi cẩn trọng hồng bảo kỳ chợt biến mất chỉ còn lưu lại chàng cười đắc ý không dễ đâu trái lại nếu ta không mạo hiểm lộ diện đâu thể minh bạch các hạ là hạng người như thế nào ha ha đạo nhân gầm phẫn nộ nếu không giết ngươi ta dù có kết liễu lão họ kiều vẫn chẳng mong trở thành bá chủ võ lâm mau hiện thân nạp mạng cho ta trật tử thinh không đột ngột ẩn hiện một đạo kình qua ngừng đỏ cuộn đổ xuống đầu đạo nhân mông diện. Bây giờ mới là lúc các hạ phải nạp mạng. Hãy xem thiết thủ xích luyện tuyệt công của ta. Đạo nhân lắc người lách tránh thật nhanh, thiết xà trượng. Nhưng dù chuyển đổi phương vị thế nào thì đạo nhân mông diện vẫn bị đạo kình qua ngừng đỏ dai rằng bám theo, không sai. Và thiết xà trượng sẽ là hung khí kết liễu đời huyết thủ ma vương. Chúng, đạo nhân lại lách tránh, dù vậy vẫn khó thể thoát bóng kình chạm sượt qua. Càng thêm cuồng nộ, đạo nhân thần tốc chộp khổng huyết thủ nhất trưởng toái bia vào chỗ vừa bị đạo kình qua ngừng đỏ quật phải ngay trên mặt đất ngươi chớ mong thoát chúng lần này có vẻ đạo nhân đã đoán đúng phương vị của hồng bảo kỳ hoặc cũng có thể hồng bảo kỳ vì hụt chiêu bị lỡ đà nên không sao kịp thi triển khoái má bộ thiên hành để lao biến đi và có một lực đạo xuất hiện từ phía ngược lại chạm thẳng vào bóng kình khổng huyết thủ nhất trưởng toái bia của đạo nhân chúng thì chúng ta đâu ngại đỡ ầm ầm tiếng chạm kinh thật vang dội và hậu quả xảy ra càng bất ngờ hơn. Đó là Hồng Bảo Kỳ Thủy Trung vẫn biến mất, không hề để lộ phương vị đang dịch chuyển. Ngược lại, đạo nhân mông diện cũng biến mất, chẳng ai thấy tung tích ở đâu. Khiến Long Ngân Hoa dù có bản lãnh cao minh nhất vẫn kêu hoang mang. Là thế nào đây? Hung đồ đã bị sát hại, kể cả thi thể cũng bị tiêu hủy. Hay ác ma đã bắt Hồng Ca Ca mang đi? Hồng Bảo Kỳ chợt xuất hiện, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Ma Vương thật lợi hại, Thật tiếc là phen này ta đành để Ma Vương có cơ hội bại tẩu. Phần ta thì, ẻ. Hồng Bảo Kỳ bỗng nghiêng người thổ huyết. Hết chương 26. Các bạn nhấn like và đăng ký kênh để mình có động lực ra tiếp video nhé. Cảm ơn các bạn.